Rồi, bạn nữ giới thiệu về mình đi. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em chào chị Cát Tường. Cháu chào chú Huyền Linh ạ. Chào và... con. Và chào bạn bên cạnh. Em tên là Đặng Thị Nhị. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm giáo viên mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đến từ Long An ạ. Chào mọi người, chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia. Mình tên là Vũ, mình cũng đến từ Long An. Hiện em đang làm nhân viên văn phòng. Vũ bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay em 25 tuổi chị. Nhị là 24 đúng không? 24. Nhị, con quê Long An, con quê chỗ nào nhị? Con ở Cần Giuộc, ở Tân Tập hả chú? Em? Dạ, em ở Đức Hòa. Đức Hòa, Cần cũng chung tỉnh Long An như Đức Hòa, Cần Giuộc. Cách xa nhau khoảng 40 km. Em làm cái công việc đi làm cô giáo dạy trẻ đúng không? Dạ đúng rồi. Bao lâu rồi? Dạ năm nay cũng là năm thứ tư rồi. Là kinh nghiệm dữ lắm này, khéo lắm nè, chăm sóc người khác rất tốt đúng không? Mình giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình để cho bạn trai bên kia nghe luôn. Mọi người mà khi gặp em thì hay nhận xét là em hiền, chịu khó, siêng năng. Với lại em thấy mình là một người sống có trách nhiệm. Em cũng biết nấu ăn. Dạ em cũng biết chơi một số môn thể thao như là nhảy dây, đi bộ, đi xe đạp. Trời ơi. Bạn trai biết chơi thể thao gì không? Dạ biết chị, em biết chơi cầu lông chị. Em biết đi bộ không? Dạ em chạy được luôn. Theo bạn thì làm sao đi hợp với bạn? Dạ thì tôn trọng nhau, chia sẻ, quan tâm nhau, hiểu được nỗi khổ của mọi người. Cái khó của bạn là gì? Ví dụ mình hẹn rồi mình có chuyện quan trọng hơn thì bạn cũng phải hiểu thông cảm cho mình chứ. Ngoại hình chiều cao gì có yêu cầu gì không? Cao 1m55 trở lên, em thích tóc dài. Tóc dài. Đặc biệt là nụ cười phải đẹp. Thế nào là nụ cười đẹp? Cười thấy có duyên đẹp và đẹp hơn. Bạn làm gì để cho người bạn gái của mình được vui? Bạn nói thử nghe coi. Nói chung là em cũng khá là lãng mạn. Mình đi biển, ngắm biển, rồi đốt nến, ví dụ vậy chị. Đốt nến ngoài biển ha? Dễ gì cháy. Dạ không, mình đốt trên cát chứ anh. Được không? Dạ đốt được anh. Bạn nữ được. Có đặt ra cái chuẩn người bạn trai mình cần tìm là người như thế nào không? Mẫu người bạn trai của em là cao trên 1m65, nhìn được hiền không? Em dư anh. Dư rồi. Nói chuyện có duyên tí xíu. Hiền, bên đây hiền lắm. Đây có duyên, đẹp trai. Tính trắng. Cũng hơi yếu một chút á. Có ai nói bạn vậy không? Dạ, dạ có không? Ý chí. Chính trắng. Có chí giống có ý chí à. Có ý, có chí luôn. Nếu được thì phải biết chơi một môn thể thao. Chơi cái gì đó, cầu lông gì rồi kìa. Với đi bộ nữa là hai. Đi chơi bánh đũa nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Bánh bi bún thùng nữa. Rồi, điểm gì mình không thích? Con trai nóng tính, gia trưởng, hút thuốc. Rượu chè bê bối ở dơ có không? Có không? Dạ không. Sao bên đây người ta đầy đủ tiêu chuẩn hết trơn. Trời ơi, cái này vừa xong mà té nổi. Trời, mặt dễ thương quá ha. Ba dạ ai cũng nói em vậy chị. Đỡ tốn tiền mua gấu bông mà nè. Có hút thuốc, có không, rượu chè bê bối gì không? Em không hút thuốc, nói chung là bia rượu thì cũng có chút chút. Mà có bê bối không? Dạ không. Biết quá vậy sao tôi nghi quá. Dạ có chị, thấy vậy thôi chứ bên trong nó 100% vậy. Hả? Sao biết men 100%? Dạ thì thử thì biết chị. Mình có tật xấu gì không? Có cái bệnh hồi lâu cũng hay quên cái giọng hơi giống gái hơn cũng đúng rồi. Không, thấy chưa, tôi đâu có nói quan đâu. Không hát được. Này hít đất nổi không? Dạ chắc cũng nổi một cái hai cái gì. Cái gì có một cái hai cái và năm cái nổi không? Lâu bỏ. Không có bỏ, giờ làm năm cái đi rồi tôi gả vợ tôi khỏi hỏi nữa. Năm cái đúng không quý vị? Rồi. Bây giờ yếu quá sao mà lấy vợ được? Có gì anh đỡ em nha. Có gì anh đỡ nổi không anh đỡ. Một, trời ơi cũng ăn gian dữ. Hai, rồi đi cúi đầu. Ba, đó, bốn, ụp xuống luôn. Năm, trời ơi như lượng sóng vậy đó. Người ta hít đất ta lên đều vậy nè. Ổng lượng vậy nè. Lượng gì nó nặng quá nó muốn cúi đầu như không. Trời ơi, rồi coi như xong thôi luôn nha ha. Chị ơi, làm khó em quá. Bây giờ chắc chửi trong bụng dữ lầm thầm bà Mai này. Còn nữa bắt nhỏ tội nghiệp nhỏ. Đúng không? Dạ không có chị, em hiền đâu có chị. Dễ thương không? Dạ dễ thương. Được rồi, cảm ơn em. Thôi đừng ép bằng trai nữa. Qua bắt đàn gái nhảy dây giờ đó. Dễ thương lắm em. Trời ơi khỏe, khỏe lắm. Người này là em trong nhà chuyện nặng để ảnh lo hết. Đất 5 cái. Đàn gái nhảy dây được 5 cái không? Dạ hơn đó chú. Anh này dễ thương lắm. Nói chung hai người đứng nhau cũng cỡ 9-10 á. 9-10. Đàn trai đẹp trai lắm nha. Trai. Chắc chắn xứng không? Con, xứng. Chú thấy xứng đó. Mặt hai người có nét giống giống nhau luôn á. Dân miền Tây ăn dễ thương hết trơn á. Con có tật xấu gì không? Con hơi kỹ tính, hay cầm ràm. Cầm ràm, ông khó chịu lắm, con bỏ bớt cái đi ha. Còn tật xấu gì nữa? Con hay thức khuya. Thức khuya không có tốt, thức khuya ốm nữa đó nha con. Dạ. Con gái thức khuya vậy da mặt không có đẹp. Rồi, không có đẹp. Hay buồn, hay giận. Ừ. Được rồi. Bạn rồi, gái bây giờ mình hỏi người thân đi. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với bạn thân, với là em họ của em. Xin chào hai chào em. Xin dễ thương và quý khán giả.
Em là Thùy Linh, em họ của chị. Em thấy anh thì mập mạp cũng mỉm dễ thương. Được á chị. Em thấy được hả? Dạ. Cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với bác em, với cô, với lại bạn thân của em. Bác đi ha. Rồi. Xin chào hai MC. Nè, cũng chào con ha. Vũ là rất là hiền, thật sự là nó rủ là con một. Ví dụ cô muốn hỏi thật nè, nếu mà sau này mà tụi con mà có đến với nhau được á, con có chấp nhận làm dâu hay không? Dạ, nếu mà tình cảm của con thật sự có với bạn thì con nghĩ con sẽ về cơ cô. Tại vì cô thấy con cũng xinh gái, cũng dễ thương. Cảm ơn cô. Thì Vũ của cô thì cô không phải là cô khen gì mà đó là một đứa cháu rất là cũng là dễ thương mà rất là hiền. Thì đang có công việc làm tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê gốc là Long An, còn bố mẹ chỉ có một mình Vũ thôi. Thành ra thì cô cũng ngại. Thí dụ như sau này mà có nhiều cô bé đến mà thí dụ không có chịu dứt khoát là Vũ cũng đường cùng cuối cùng là Vũ cũng phải về quê tại vì chăm sóc ông bà, tại vì ruộng nương của ông bà với cũng để lại. Thành ra là cô cũng hỏi thẳng con là như vậy. Cô cũng mong rằng hai đứa thì cũng làm quen với nhau bước đầu. Sau đó thì tụi con cũng một Long An thì cô cũng nghĩ là mấy chục cây thì cũng không thành vấn đề. Mà cô nhìn con thì cũng có nét rất là hiền. Điều đó cô cũng mừng trong bụng lắm ạ. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Đức quà cho ngon lắm ạ. Ngon lắm nha. Cô ba gãy cánh thôi anh. Vấn đề quan trọng là gặp hai mặt đứa nhau, gặp nhau thôi. Cảm nhận như thế nào rồi mới biết ha. Có về quê hay không, chuyện đó chuyện nhỏ. Yêu quê tới đâu cũng đi đúng không em? Đi dạ. Rồi bây giờ cho hai bạn gặp nhau đi. Kéo màn. Con một. Đừng có rung nha con. Em cảm ơn quà. Con nãy giờ ngồi rung quá à. Em cảm ơn quà Tổng. Cảm ơn. Em thấy anh sao? Dạ, điều đầu tiên là em thấy anh mập. Không sao em. Mập thì nếu em không thích thì anh có thể ốm được. Dễ thôi. Em thấy anh hiền, dễ thương. Nếu mà sau này mà anh có tình cảm với một ai đó thì anh có sẵn sàng đợi cho người ta vì một lý do gì đó mà của người ta không? Tình cảm mình đủ rồi đó thì anh nghĩ là cái vấn đề đó không thành vấn đề. Em muốn hỏi là anh có hay đi tập thể dục không? Lúc trước thì anh hay chơi đi đánh cầu lông lắm. Giờ thì cũng đi làm công việc nhiều quá. Giờ rồi cầu lông đánh anh. Không, hít đất 5 cái đó em được mà. Dạ. Dạ, nếu mà anh rảnh thì em với anh hẹn nhau đi đánh cầu lông hoặc là đi tập thể dục. Tại vì em cũng rất là thích tập thể dục. Dạ, hết rồi. Trời ơi. Nhiều lắm mà hết. Trời ơi, hẹn hò sao cứ... Dạ, thì nãy bạn nói rủ hẹn đi đánh cầu lông rồi. Trời ơi. Anh có biết chạy xe đạp không? Dạ. Anh có thích đạp mà anh không có sức. Đề xuất đó, lãng mạn đó. Tại vì em rất là thích đi xe đạp. Nếu có thể thì anh có thể chở em đi lòng vòng thành phố cũng được. Dạ, cũng được. Nổi không anh? Dạ không nổi thì bạn cũng chở em. Thôi quá bỏ đi cưng nha. Em cảm nhận bạn trai như thế nào? Anh hiền. Quá hiền luôn. Dễ thương. Quá dễ thương. Vui vẻ. Quá vui vẻ. Dạ. Thấy có thể tiến xa hơn được không? Quá có thể. Ưng cái bụng không? Dạ, có điều hơi mập. Cái bụng hơi mập. Dạ, nè, anh nói rồi, anh ốm được mà, em yên tâm. Ừ. Rồi, để tay vào nút bấm. Mời đóng phim được không? Dạ được anh. Dây bù kiểm. Phải chấm thêm cái mục rùi nữa. Đây là giờ phút quan trọng. Bao nhiêu người đang theo dõi chương trình, đang chứng kiến của mình ngay tại đây. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Hai. Ba. Hết thời gian. Ôi, rồi. Tháo nút của ta luôn rồi. Bấm dở cái nút ta luôn rồi. Còn hai bạn nha, dễ thương lắm. Nắm tay nhau nào. Dễ thương mấy gì đâu. Không. Dạ. Không có hung mới định được. Định của anh Linh này là phải hung. Phải hung. Dạ thôi rồi chú. Vì con đồng ý hẹn hò để làm gì? Dạ cái đó từ từ. Không có được. Bây giờ ấy, giữa cái không bấm với lại hung con chọn cái nào? Dạ không bấm. Ở trên đây gặp chưa cũng chưa nói được cái gì hết nên là quan điểm con vậy là sai. Sai rồi. Bất kỳ ai lên đây họ đều hướng tới một cái điều tốt đẹp, hướng tới hạnh phúc sao?
mình đã đồng ý chấp nhận bấm nút rồi, nếu con quan điểm như thế là sai, con nói như vậy sẽ làm buồn lòng người đối diện con à. Đấy, cô một cô giáo, mình phải nói thế nào để cho người đối diện ta vui chứ con. Nào, đây là một thủ tục. Đây, gửi tặng các bạn những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Đây là thẻ thanh toán quốc tế đến từ Nhật Bản JCB, trị giá 1 triệu đồng. Gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, hạnh phúc nhân đôi khi hai bạn tiến tới hôn nhân thì sẽ nhận được một suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại áo cưới Milan. Chúc mừng hai bạn. Và quý vị biết rồi, của Linh Cát Tường luôn luôn có bộ áo dài đi ăn cưới, đi lễ để sẵn đó đó. Có cặp đôi nào đến là vào mặc luôn. Vậy cho nên là quý vị khán giả mà thấy mình mặc áo dài là hiểu vấn đề rồi đúng không? Hiểu vấn đề là có đặc biệt đúng không? Có đặc biệt. Hôm nay thì hai cặp đôi quý vị đã xem chương trình, họ chuẩn bị làm đám cưới nên họ đến đây để cùng chia sẻ niềm vui với tất cả quý vị khán giả. Đó chính là Văn Cường, Mỹ Linh, Thái Sơn và Mỹ Trinh. Xin mời hai cặp đôi bước lên sân khấu ạ. Rồi. Vui. Ôi vui quá xá là có vui. Sữa ăn rồi. Đàn trai đàn gái ai nấy đều vui. Chào hai cặp đôi. Quá hôm nay nhìn gương mặt các bạn rạng ngời quá. Văn Cường và Mỹ Linh nói trước đi. Nay em rất là vui khi mà đấy chị quay như thế này. À, không phải như lần trước là để ngồi ngay ghế kia. Và lần này tới là để thông báo một tin vui là tháng 4 này hay tụi em sẽ chính thức về chung một nhà. Wow. Đây nè, anh nói với Cường với Linh nghe nha. Là hôm trước anh có hứa là sau 3 ngày nếu tụi em làm đám cưới là sao? Dạ anh lo hết à. Mai mấy cưới thì tụi hỗ trợ lần cưới liền luôn đi. Dạ được ạ. Nếu 3 ngày tôi lo hết cho. Anh lo tội chi phí luôn hả? Ừ. Đúng rồi. Được ha. Đúng rồi, anh lo hết toàn bộ. Hố 3 ngày đâu. Như vậy thì hố 3 ngày đúng không? Hố rồi hố. Giờ là mấy ngày? Dạ tới gần hơn 100 ngày anh ạ. Rồi vậy là anh khỏi lo. Nhưng mà tính ra nhanh thiệt. Nhanh thiệt. Nhanh thiệt chứ bộ. Nhưng nói về thôi, chứ anh Cường Tường sẽ có quà dành cho hai vợ chồng tụi em. Dạ. Ha. Chúc hai vợ chồng tụi em sẽ trăm năm hạnh phúc, răng long đầu bạc, nhanh nhanh sinh quý tử. Sinh quý tử để có các tường Linh có cháu nội cháu ngoại nha. Dạ em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Dạ hôm nay em đến chương trình em có mang một ít vú sữa lò rèn ở quê lên để gửi anh chị. Dạ vú sữa lò rèn Vĩnh Kim ha, miền Tây là ngon lắm. Rồi cảm ơn anh, cái này chắc anh Linh không biết ăn đâu ha. Không biết trời ơi, vú sữa anh ăn dữ lắm à. Rồi cảm ơn Văn Cường, Mỹ Linh nhiều nha. Còn Thái Sơn, Mỹ Trinh nè. Dạ em xin chào ông Mai, Quyền Linh và chị bà mối các tường xinh đẹp và cùng tất cả các anh chị có mặt trong chương trình ạ. Tụi em là nghĩ là cái cặp đôi của tụi em là đã nhanh nhất rồi nhưng mà không ngờ lại cặp đôi kỳ lại nhanh hơn. Trinh và anh Sơn đã tìm được một nửa của mình thật sự. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. 1, 2, 3, 4, 5. Mong là anh về tập thể dục nhiều hơn. Và khi nào thì hai bạn đám cưới? Dạ bên em thì là tổ chức ba nơi, thì ở Ninh Thuận là ngày 7 tháng 5. Wow. Ở Sóc Trăng là ngày 14 tháng 5 anh. Còn ở Sài Gòn là ngày 28 tháng 5 chị. Hoành tráng quá, tổ chức đám cưới ở ba nơi luôn. Ba nơi, hai đứa mình chia nhau đi nha. Anh nơi rưỡi, em nơi rưỡi. Và hôm nay thì cứ cũng gấp gáp quá mà anh Sơn cứ cũng mới từ Sóc Trăng chạy lên thì thưa cụ ít là nói chung là tâm tiểu tấm lòng mà chính xác là tiểu tấm lòng của tụi em gửi đến cho anh chị và các anh trong cái chương trình. Rồi. Để chúc anh chị và tất cả mọi người có sức khỏe thật là tốt và sẽ làm mai nhiều hơn nữa cái cặp đôi khác. Rồi cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Cảm ơn Thái Sơn, Mỹ Trinh nha. Cảm ơn rất nhiều anh dặn Cường với lại Sơn nè, nhớ thương yêu vợ mình ha, chăm sóc vợ mình nha. Bản lĩnh đàn ông phải thể hiện nha mấy cưng. Rồi chúc hai em gái hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Cảm ơn hai cặp đôi rất là nhiều. Cảm ơn nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Tám à. Đầu tiên là em không có biết chương trình, em trai em coi rồi thấy rất là hay và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi nên là mời bạn nữ. Mời bạn nam.
Giới thiệu đi em. À, em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Thị Diệu, em đến từ Đồng Nai. Em 32 tuổi và em đang là giáo viên của một trường tiểu học ở Đồng Nai. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em tên là Võ Công Quang, 34 tuổi, quê cũng ở Đồng Nai luôn. Rồi bây giờ thì hiện đang công tác tại công ty điện máy Nguyễn Kim. 34 tuổi rồi, mình đã trải qua mấy mối tình rồi Toàn? Dạ, mối tình thì có hai mối tình rồi, nhưng mà yêu đơn phương thôi, chứ không có sâu sắc. Không có sâu sắc. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về mình đi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em vẽ khá đẹp, đặc biệt là đẹp trong mắt của học sinh tiểu học. Em là người phụ nữ của gia đình, nấu một số món ăn và trưng bày cũng khá là đẹp. Điểm yếu của em thì là em đôi lúc hơi nóng tính, cũng có nói nhiều. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, chia tay bao lâu đẹp? Chia tay cách đây 3 năm rồi chị. Nói thế mạnh, thế yếu. Điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Chị biết luôn. Điểm mạnh của em thì làm việc nhà được. Thôi. Nấu ăn được, tức là làm ở trong nhà làm gì cũng được hết á. Giặt quần áo con cái rồi giặt nó vợ. Dạ, dạ được. Cũng biết hát bolero. Bolero. Dạ. Làm câu nghe thử coi. Bolero luôn. Dạ, em xin hát một đoạn trong bài Hỏi Vợ Ngoài Thành. Rồi bắt đầu. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm. Thăm đồng ruộng sâu, thăm rặng dừa cao ly trúc bơ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trâu, bên nắng hàng cau xanh rạt rào. Bên giàn thiên lý bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Hay. Cơ duyên nào mà bạn biết đến chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? Do em trai của em giới thiệu xong rồi là đăng ký cho em tham gia. Bên đây, rồi, có bên em đây trai nó nhỏ thôi. Quá, bên đây không có nghe gì trơn á. Em trai, em trai coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thích quá. Trời em, trời ơi, xinh đẹp quá mà nó đăng nhỏ quá. Đăng ký cho chị. Đầu tiên là em không có biết chương trình. Xong rồi là em trai em coi rồi thấy rất là hay. Và thấy cái độ ế của chị là cũng đến đỉnh điểm rồi. Nên là vừa nói là phải đăng ký bằng được cho chị tham gia. Để... chị khoái không? Dạ khoái. Quan trọng là chị khoái được rồi ha. Rồi bây giờ chị khoái tìm một người đàn ông như thế nào? Về hình thức thì em thích bạn nam đó là cao từ 1m7 trở lên. Gì vậy? Gì bên kia cười vậy? Hơi lùng hay sao? Nhưng mà cao hơn em chứ à? Cao hơn. Cao hơn luôn hả? Ừ. Cao hơn mà dưới cũng cười nữa hả? Ừ. Rồi gì nữa em? Tính cách thì mạnh mẽ, nam tính, quyết đoán. Em không thích đòi hỏi. Anh Linh là không có thích mấy cô nào mà nói công đậy đâu. Nghe cái dữ hối tôi vậy. Không, nhưng mà anh Quỳnh Linh không phải đầu hái mà anh nữa là chán hơi cao thôi. Được. Cảm ơn em. Mời có gì nữa không? Ừ, hết rồi ạ. Hết rồi phải không? Nhiều để... đó thôi, không có lẽ nữa. Đúng rồi, không biết thôi. Để coi kiểm tra coi có hối không? Ủa hỏi rồi. Có mấy cộng cũng được. Tôi coi có cao được nhiều mà sao nói cao 1m7 mà dưới cười cái rần. Mang dài là cũng được lắm á. Đẹp trai mà. Trời, đâu có làm gì dữ vậy ở dưới, bởi vậy đừng đánh lừa tôi nha. Vậy anh muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Dạ về ngoại hình á thì 1m50-55 trở lên là được rồi. Dư sang. Da trắng, tóc dài chút. Dư sang. Dư sức. Em thấy bên đó nói là đi dạy là em chịu rồi đó. Tại vì em thích giáo viên lắm. Bây giờ nếu như mà hai bên phù hợp với nhau hết thì bao lâu anh tiến tới hôn nhân được? Dạ nếu mà tìm hiểu nhau thì càng sớm càng tốt, tại em cũng lớn rồi, nhà dục lắm. Mà mình đã chuẩn bị gì để đám cưới chưa? Dạ nhà thì có sẵn rồi. Nhà có cửa hàng vật liệu xây dựng luôn. Ồ, sẵn trời, em chỉ có đi làm thêm ở ngoài thôi. Ủa vậy là đi làm thêm rồi cái vật liệu xây dựng nhà là ai coi? Bố mẹ coi. Bố mẹ coi. À vậy mốt mình về mình làm dâu ở chung bố mẹ luôn đúng dạ, không? Dạ thì bán hàng cũng, hai vợ chồng bán hàng cũng được. Dạ muốn làm rồi. Được không em? Làm dâu được không? Dạ được. Em gái có đi với ai không? Dạ em đi với em trai của em và chị họ. Em trai em cái người đăng ký cho em á phải không? Rồi chào dạ. Em. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cách Tường và chào quý vị khán giả. Thì em cũng thấy anh này cũng được, cũng hiền và cũng có vẻ như hợp với chị. Thì còn cần quyết định là ở anh chị thôi. Không, nhưng mà anh rể phải nói chuyện với anh em tương lai vài câu. Em thấy anh cảm thấy như thế nào về ngoại hình với lại cái tính cách của anh, nói chuyện vậy thì có hợp với bên dạ thì em thấy anh là được, em thích vậy. Được rồi, vậy là ổn. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau mà nói em thích là thấy được rồi ha. Rồi cảm ơn em. Vậy bạn trai mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại em trai của em. Ồ, chào em. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ.
Và chào các vị khán giả trong cường quay. Thì theo em nhận thấy thì chị này á, tính tình khá là hợp với anh em, có vẻ là bù trừ được. Và chị cũng khá là hiền, nhanh nhẹn. Thì nếu mà hai người có thể thì sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu để có thể hiểu nhau nhiều hơn. Giờ chấm chị dâu là thang điểm 10 chấm được mấy điểm nè? Dạ, theo từ nãy tới giờ thì cỡ được 8 trên 10. Tại sao này có cơ hội thì chị sẽ hậu tạ em sau. Thôi bây giờ kéo màn lên đi, nôn lắm rồi, cặp này được á, hợp lý rồi. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, dễ thương lắm. Chào em. Anh thấy em rất là dễ thương so với anh tưởng tượng. Dễ thương xinh xắn, mà làm giáo viên nữa thì anh càng thích hơn. Cảm ơn anh ạ. Thì anh hỏi là không biết em cảm gì, nhận về anh như thế nào? Ban đầu thì em cũng thấy mến, bởi vì là em thấy anh cũng là hèn chững chạc. Đứng lên đo đi em. Tại cổ đang lo cái vụ chiều cao, đo cho cổ cái cô yên tâm đi. Anh thì có 1m65 thôi, không được như mong muốn của em. Dạ. Kệ, đo đi, đo cái đi, rồi sao, đứng vô. Được không? Được mà. Quên nữa, anh có món quà tặng em. Trời ơi. Nãy giờ quên, tại thấy làm giật mình tưởng đâu tặng. Hồi hộp quá cho nên quên. Dạ, em cảm ơn anh. Theo em thì nếu mà quen nhau mà tìm hiểu nhau á, thì dự tính là em có thể kết hôn lúc nào em kết hôn được? Nói chung là em không có quy định thời gian. Cả hai người mà cảm thấy là đủ chín chắn và là đủ để hai người về chung một nhà được thì là về, chứ còn không quá quan niệm là bao nhiêu thời gian. Mình tỏ tình một câu thì lãng mạn. Thật lòng thì anh lần đầu tiên là anh cũng cảm thấy có một người vừa dễ thương. Với lại tính cách dễ thương, với lại rất là xinh xắn, anh được anh gặp tại cái chương trình này thì anh cũng muốn rất tiến xa hơn nữa với em. Thì em có thể cho anh cơ hội để có thể là tìm hiểu tỏ tình với em, thì không biết em có đồng ý không? Em thì nói chung là em không có mong cầu một cái người mà đàn ông mà hoàn hảo về tất cả mọi mặt, nhưng mà em lại mong muốn là cái người đàn ông đó phải dành cho em một tình yêu và sự quan tâm hoàn hảo nhất. Mà nếu mà anh cảm nhận thấy anh có thể làm được điều đó thì em sẽ cho anh cơ hội. Cảm ơn em. Suy nghĩ cho kỹ nha, để tay vô nút bấm đi các bạn. Và bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, mình quyết định xem mình có đồng ý bấm nút. Bấm nút có nghĩa là hẹn hò với nhau, trao cho nhau một cái duyên, tìm hiểu nhau đi đến hôn nhân. Bấm hay không tùy các bạn. 1. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao ngơ ngác thế? Sao? Bấm rồi thấy sao? Nắm tay nhau cái đi rồi mới thấy được. Nắm chặt vô. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống 212 Lý Chiến Thắng Cinebox gửi tặng các bạn, để chúng ta có không gian lãng mạn hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản, trị giá 1.000.000 đồng. Chúc các bạn may mắn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, và một phần quà dành cho các bạn đó là suất chụp ảnh cưới trọn gói cao cấp trị giá 15.000.000 đồng tại áo cưới Milan. Rồi, chúc mừng hai bạn, nắm tay nhau thật chặt và bắt đầu hẹn hò. Dễ thương quá. Đây. Tới với chị. Rồi, ngồi ghế đi cưng. Rồi, mời hai anh chị mở mặt nạ ra nha. Đây, chị giúp cho. Mời bạn trai giới thiệu trước. Trước tiên em chào chương trình, chào chị Cát Tường xinh đẹp. Và chào bạn nữ bên kia. Rồi, cảm ơn em. Em tên là Nguyễn Nhật Trường, 31 tuổi, quê ở An Giang. Và em đang làm công việc nhân viên văn phòng của ủy ban xã. Ở An Giang hay ở thành phố? Dạ, ở An Giang. Ồ, nghĩa là hôm nay lên đây tham gia chương trình thôi. Dạ. Còn mình ở với An Giang. Dạ. Trời ơi, tham gia chương trình tuốt từ An Giang lên đây nha. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh, chào quý vị khán giả. Em tên là Trang, em đến từ Long An. Em là giáo viên, dạy tiếng Anh ở một trường tiểu học.
Em thích đi lang thang đến những vùng đất miên man và hát mấy bài tình tang tính tang. Hai người có cùng chung một chữ An ha, nhưng mà Long An với An Giang cách nhau cũng khá xa, phải 4-5 tiếng mới tới lận á. Chà, hai cái ngành nghề thì cũng giống nhau, mình cũng đều là công nhân viên chức hết ha. Vậy An Giang ở được không cưng? Dạ, nếu mà anh lo chuyển em về được thì em theo. Lo được không? Dạ được chị. Được chứ, người ta làm ở trong xã mà lo cái gì. Rồi giáo viên mà đi đâu mà không có chỗ dạy. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Vui vẻ, dễ thương, nhiệt tình, chăm lo cho gia đình. Điểm yếu của em là ăn vặt. Điểm yếu của em ít lắm chị, em cũng không biết điểm yếu của mình luôn. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Ưu điểm của em là chịu khó cầu tiến, siêng năng trong công việc. Không có hút thuốc. Còn khuyết điểm của em thì hơi nóng tính và ít nói, cũng như trầm tính, không có thích biểu hiện của bên ngoài, không tiếp xúc những nơi đông người. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Trời, hai người này hoàn hảo quá, không ai có tật xấu gì hết trơn, có khuyết điểm gì hết trơn á. Tình trường thì sao? Đó tới giờ em chưa có trải qua mối tình nào, đặc biệt là do đi đầu tư vô công việc học. Học cái gì hồi xưa, học cái gì mà đầu tư vô việc học? Dạ lúc đó em học 12 học phổ thông của mình á. Rồi sau đó đi luyện thi đại học, đi làm, rồi giờ hiện đang học lên đại học sư. Trời đất ơi, rồi mà 31 tuổi mà chưa có mối tình nào hết trơn hả? Dạ. Thích con gái không? Thích con gái không? Dạ thích. Chắc không? Chắc. Thích con trai không? Dạ không. Rồi mình vậy là có nụ hôn đầu đời nào chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Dạ. Rồi thì em gái, xe tình trường sao cưng? Tình trường của em là trải qua hai mối tình rồi, chừng vài tháng. Nhưng mà mối tình nào cũng để lại cho em những cái kỷ niệm đẹp hết. Vậy sao chia tay? Không hợp thôi, không đến được với nhau thôi. Chứ không có gây thù chuốc oán gì dài hết phải không? Không, dạ không. Kỷ niệm đẹp thôi. Dạ. Thế em nghe một anh chàng 31 tuổi mà chưa có cái kinh nghiệm gì trong tình yêu thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng hơi sợ. Em sợ gì? Tình yêu thì nó hay có những cái chuyện mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm mới giải quyết được. Tuy em chưa trải qua mối tình, nhưng thật sự em cũng có xem nhiều phim tình cảm như Hồng Kông đồ, em cũng có thể nên tình cảm được với bạn gái. Đời sống nó khác phim dữ lắm luôn á. Nhưng mà được, có coi phim là có biết những cái tình cảm, biết ngôn tình, biết cũng biết cách ứng xử trong phim, nó cũng là mang những cái dáng dấp của đời thật. Rồi bây giờ cái em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao hơn em. Đẹp thì tất nhiên là ai cũng thích đẹp hết rồi, nhưng mà đối với em là không quan trọng đâu, tại vì dễ nhìn, dễ thương, hài, có duyên là được. Không thối. Không thối. Không hô và không bị hôi. Không hối, không hô, không hôi. Trời ơi, sao cười, sao cười vậy? Còn em, mẫu người lý tưởng của em sao? Nhất là phải trung thể, phải biết cách chăm sóc gia đình. Khi mà ra bên ngoài phải ứng xử đối nhân xử thế. Mà nếu mà gặp người lớn thì phải... hoặc người già yếu á thì mình phải giúp đỡ, đẹp càng tốt, vừa vừa cũng được. Vừa vừa, cái vừa vừa đâu biết nói làm sao. Bạn trai nó hơi hôi hôi, nhưng mà vợ thương em, lo cho em hết, chiều chuộng em đủ thứ hết trơn. Rồi em cũng không chịu luôn hả? Dạ chắc chịu. Rồi mình về mình cải thiện cái hôi sao? Đúng rồi. Rồi giờ giả tỷ người ta hô hô hối hối rồi làm sao? Hô hô hối hối rồi làm sao? Hô hô cho đi niềng răng luôn. Hả? Hô hô cho đi niềng răng lại. Rồi hối hối rồi sao? Hối hối hơi khó vậy. Mà anh có hối không nhờ anh? Anh hối vừa thôi chứ không hối nhiều. Giờ công nghệ chắc hiện đại rồi, anh có thể cải tiến được không anh? Cải bằng cách nào? Thôi cái đó mình tính sau đi. Dạ, ha. Anh tính sau. Dạ, đâu được xem hình ảnh hai bên để cho lựa chọn nhau, để cho nhìn nhau thử coi nè. Bốn anh ở trong trọng đó. Trời ơi. Để em coi cái anh nào hối cho anh đó quá. Kiếm đi trong bốn cô đó đó. Là có một cô đó. Em suy nghĩ rồi, chắc một trong hai anh đứng ở giữa thôi. Đâu, anh nào đâu. Nhưng mà em sẽ ra quyết định là chắc cái anh mặc áo trắng hả anh? Hỏi gì bây giờ, chỉ đại vô đi, được anh nào tôi gả anh đó. Thích anh nào? Anh áo trắng. Tại sao chọn anh áo trắng? Tại anh nó cười nhìn có duyên chứ. Vậy là thích hói rồi, anh đó hói mà. Không phải, em đang nói về nụ cười. Đâu, cô nào? Cô này chứ. Cô này? Dạ. Tại sao chọn cô này? Cô này dễ thương với lại... em độ chắc cũng khoảng tuổi đó. Rồi thôi giữ đi. Rồi để tôi mở cửa trái tim ra nha. Hai người tự kiểm tra xem hôm nay là cảm nhận của mình ở đầu tiên coi có đúng hay không nha. Mở cửa trái tim. Rồi 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Vậy là em chọn đúng rồi mà. Đúng rồi mà đúng. Ôi, sai. Để em coi cái anh nào hói cho anh đó quá. Chắc cái anh mặc áo trắng hả anh?
Hỏi gì bây giờ chỉ đại vô đi, được anh nào tôi gả anh đó. Thích anh nào? Anh nấu trắng. Tại sao chọn anh nấu trắng? Tại anh nó cười nhìn có duyên quá. Trời ơi, nhìn hình vậy mà còn la đúng nữa. Anh nói sọc. Đúng rồi, người ta đội nón ra che hói rồi. À vậy em chắc em cũng có thể chọn sai nữa. Có thể chọn sai, sai quá đi chứ có thể gì nữa. Cô nào? Cô này chị. Cô này? Dạ. Cô này dễ thương với lại em độ chắc cũng khoảng tuổi đó. À, rồi thôi giữ đi. Trước khi gặp em, anh gửi món quà. Trước khi gặp em đâu nữa, giờ gặp rồi nên chứ có gì nữa. Cảm ơn anh nhiều ạ. À. Em cũng có món quà dành tặng cho anh. Em thì thích đọc sách lắm, nhưng mà quyển sách này em nghe nó hay lắm. Em mua về mà em chưa có đọc. Thì anh có thể là đọc cùng với em. Anh đọc trước đi rồi anh review cho em nghe. Chị Cát Tường ơi, em hồi sáng đi lúc mà kẹt xe quá em cũng làm một bài thơ tặng cho chương trình. Wow. Cô giáo có tâm hồn lắm nha. Bây giờ em xin phép đọc bài thơ đó ha. Hôm nay em nói mấy dòng. Đây là tất cả tấm lòng mến thương. Chị Tường ơi, sao em thấy vướng vương. Ơn chị dẫn dắt tìm người tương lai. Mùng 10 tháng 9 là ngày ăn trưa phiên bản tràn đầy tình thương. Mai này mà tụi em có chung một đường á, làm sao quên được tình thương của chương trình. Sao cảm nhận gì đó? Bạn gái nó thơ hay. Nhưng mà trước khi bạn gái làm bài thơ tặng chương trình thì em cũng đáp lại bài thơ tặng bạn gái luôn. Trời ơi, cặp này đúng là trai tài gái sắc rồi, mời em. Anh cần em như biển, cần có sóng. Có biển mà không sóng. Có biển mà sóng. Anh có biển sao? Nào mà sống có biển nào mà sống. Làm lại nè, làm lại hai câu nè, làm lại cho nó thôi. Làm lại nè, hai, ba. Anh cần em như biển cần có sống. Có biển nào không cần mà không cần sống đâu em. Anh cần em như sương cần có nắng. Giọt sương nào mà không có nắng, có nắng mà long lanh. Thơ này mình làm hay là mình lấy của ai? Dạ em cũng tự làm. Tự làm mà không nhớ bốn câu thơ hay muốn chết luôn vậy đó mà không chịu nhớ cho thuộc. Em lên đây gặp bạn gái đẹp quá. Đúng quá không? Thôi được rồi, bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một bữa cơm trưa tại nhà hàng ha. Rồi, xin mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất đặc biệt của nhà hàng LA Garden Restaurant. Cơm chiên cá mặn, gân cá ngừ và dồi dê nướng. Trời ơi, ngon quá. Nhớ nha, nãy chị Tường chia sẻ rồi. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay trở lại. Vừa ăn uống vừa tâm sự với nhau nha. À, em mời chị, em mời. Rồi, mời hai em ăn đi. Hôm nay đi á anh, em không có mang theo cái gì nhiều hết. Em cũng không có chuẩn bị tâm thế gì để mà kiểm tra anh sao sao hay là sao hết. Em chỉ đem theo một cái giỏ thật là to. À, để coi nếu mà anh được em hốt anh vô giỏ anh đem về luôn. Mà em hốt anh. Dạ. Anh đói bụng chưa? Anh đói rồi. Em cũng đói lắm rồi, muốn xỉu luôn rồi. Anh và em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi khoảng bao lâu tiến tới không nha? Đó là tùy anh thôi. Hợp với nhau thì mình có thể là tiến nhanh. Còn không thì từ từ. Anh thì con trai độc nhất, muốn cưới sớm. Em cũng chịu luôn nếu mà mình hợp. Chắc hy vọng hợp. Dạ. Vì nếu anh có ghé được em thăm em á. Dạ. Thì chắc anh cũng thứ bảy chủ nhật. Tại anh cũng làm việc nhà nước cũng ngày thứ bảy chủ nhật anh nghỉ. Dạ. Mà xa quá hả anh? Chỗ anh lên đây 6 tiếng luôn hả? Chắc tới em cũng khoảng 3-4 tiếng, 4-5 tiếng. Hiện giờ là có hai mẹ con sống cùng với nhau. Hai mẹ con với thêm bà dì hai nữa. Bà dì hai cũng là xem như là mẹ rồi. Dạ. Dì có chồng con gì không? Dạ không. Em nãy là em nghe anh nói là anh chưa quen ai. Nhưng mà em không có tin là anh chưa quen ai. Tại vì nhìn anh là cũng từng trải. Nhìn anh là cũng kinh nghiệm sương gió lắm mà. Anh nói thiệt á, thì anh xong qua giang hồ anh mới gọi là ấy rồi chứ anh thật sự anh chưa quen ai. Tại anh đi làm việc rồi tìm kiểu gặp những tình huống gì đó. Nên anh sợ khi mà yêu lắm. Nên anh không dám quen. Coi ra là anh cũng khó chứ. Mấy bạn nữ thường bây giờ đua đòi lắm. Mà anh không thích đua đòi. Sao mới đua đòi anh lỡ như em đua đòi rồi sao? Cái đó là anh nếu mà em đua đòi anh cũng chịu thôi chứ sao. Đua đòi mà kiểu gì mới được? Có đua đòi nhiều cách, muốn mua gì hoặc đòi cái gì đó nên anh không ấy. Thật sự anh có mở lòng.
Rồi tính tình của em sao? Vợ có nóng tính không? Em hả? Muốn nóng nóng, hiền hiền tùy hoàn cảnh và tùy người tiếp xúc nữa. Nhưng mà nói chung là em hiền lắm anh. Cho nên là em muốn quen một người là giữ một chút xíu. Không phải giữ với em mà giữ với thiên hạ. Để bảo vệ em một xíu. Anh có vẻ là cũng hiền ha, ít nói ha. Anh không biết hỏi gì nữa. Không biết hỏi gì nữa, chị Tường vô. Qua ngon không? Dạ ngon chị. Ngon. Vậy bao lâu thì em xuống thăm cổ được một lần? Hai tuần một lần. Được không em? Vậy dạ, có đủ không? Dạ, sao cũng được chị. Mà anh đi thăm em đi bằng xe máy hay là đi bằng xe khách? Chắc anh đi xe khách. Vì anh đi xe máy không nổi, với lại nó... Nguy hiểm lắm em ơi, đường xa nguy hiểm. Có bao giờ em chạy xe máy đi xa chưa? Xa nhất rồi bao nhiêu? Chưa, anh chưa chạy. Em thích đi xe máy hả? Em toàn là đi xe máy thôi. Thôi đi xe máy nguy hiểm lắm. Đi xe khách đi cho nó khỏe. Lên xe mình ngủ nghỉ cho khỏe, tới nơi rồi mới có sức đi chơi với em chứ. Anh có thích người bạn gái mà đi du lịch nhiều không? Cũng tốt, cái đó bình thường mà em. Ví dụ mà em đi mà anh không đi thì sao em đi được? Ví dụ cơ quan em có tổ chức thì em ấy mời anh. Em không bao giờ em đi với cơ quan, em chỉ đi tự đi thôi. Còn nếu không thì hai đứa mình tính tới nha, thì hai vợ chồng mình cùng đi. Dạ thôi, hiểu rồi. Thiệt tình quá ha, chất phát dễ thương quá ha. Bây giờ hai bạn sẽ chơi bốc vài lá bài với nhau nha, cho nó vui ha. Rồi. Em bốc xanh. Rồi, màu xanh hy vọng, đọc lớn lên nè. Điểm nào bạn không thích ở đối phương? Rồi, em trả lời đi. Không thích anh là... Nói. Hơi nhút nhát xíu. Hơi nhút nhát. Gì nữa? Hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Ủa vậy là hói hết ghét à hả? Thích hói luôn giờ rồi hả? Lỡ hói rồi biết làm sao? Lỡ hói rồi biết làm sao? Biết làm sao có nghĩa là thích hay đó. Người ta không thích anh nhút nhát, anh phải mạnh dạn lên. Mấy anh học nhiều hay rụt rè vậy đó, mình phải lăn lộn lên, lăn xả lên, tấn công mạnh liệt vô. Phụ nữ người ta không có thích đàn ông rụt rè đâu. Dạ. Ta thiệt tình em ơi, thông cảm nha. Rồi, thì còn em. Mời em. Em xin đọc nha. Rồi. Xin phép nắm tay người đối diện và nói cảm nhận. Em cho anh xin nắm tay. Cao nha, cao to á. Thôi em không nắm tay đâu, em ôm được không? Em ôm được không? Trời ơi, càng tốt, đứng lên, mời em. Coi em đứng lên, em dò chiều cao luôn, coi cao không? Rồi. Em ôm anh cái nha. Rồi. Ba mươi giây cảm nhận. Ôm hoài luôn đi. Em ôm một cái là em biết được mọi thứ. Rồi. Ghê vậy đó hả? À, tôi ôm kiểm tra. À, cái gì á, hói, hôi gì đó, có hôi không em? Dạ không. À, rồi thôi về nói cảm nhận đi em. À, cũng có luồng điện chạy qua. Có luồng điện chạy qua. Cảm giác ôm bạn nữ thoải mái. Thoải mái, có điện, có thoải mái, vậy là có sự rung động rồi đó. Rồi bây giờ nè, coi nè, có vết son trên áo mang về nữa nè. Đó, bây giờ mỗi người bóc thêm một lá bài nữa nha, mời em. Rồi, đọc lớn lên giùm chị. Đó, cái này nữa mới mệt nè, đọc lớn lên. Yêu cầu nam cổng bạn nữ đi 5 vòng quanh thể hiện sức khỏe. Cái này bỏ qua được không? Không được, thì phải thử sức khỏe đọc, bên trai mà. Lên hả chị? Sao cổng được đây? Để em sắn áo dài lên nha. Rồi. Đừng thả em xuống nha. Đừng thả em xuống nha. Một. 2 3 quăng xuống sông luôn. 4 thấy vững chãi không em? Chắc cứu không em? 5 rồi ẩm về ghế ngồi luôn. Trời, 6 luôn hả? Xịn rồi, bỏ vô rồi. Trời, không bỏ tao được vô cái ghế ngồi nữa, thiệt tình. Trời, luôn được rồi, được rồi, được rồi anh, cảm ơn anh nha. Về chỗ. Hồi nãy anh không ẩm em về nhà luôn đi. Đó, thấy chưa? Qua chương trình xong anh ẩm. Sao anh, sao anh, sao em được không? Vững chắc không? Dạ, vẫn chắc. Chắc cứu không? Chắc. Rồi, mời em. Theo bạn, đêm tân hôn có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Rồi, trả lời đi. Theo em, đêm tân hôn quan trọng lắm. Rất là quan trọng. Đó là thời khắc hai đứa mình đếm tiền. Đúng, rất quan trọng.
Dạ đúng rồi. Vậy thôi đó hả? Ý kiến vậy thôi. Còn em, đêm tân hôn quan trọng không? Trời ông này quan trọng nè, ông chưa có mối tình nào luôn á. Dạ cũng quan trọng chị. Quan trọng chỗ nào em? Em chỉ biết gì thôi chứ. Quan trọng là mình có làm ăn được cái gì hay không. Dạ. Hồi nãy mình chơi bốc bài như vậy để chi, để cho vui. Mình sẽ đo được cái cảm xúc của nhau. Bây giờ là cái lúc quan trọng nhất. Và hai bạn nhìn thẳng vào nhau nè. Mỗi người nói với nhau một câu thôi. Đầu anh gặp em thì bối rối, hồi hộp. Nhưng bây giờ anh hết rồi. Anh hy vọng qua chương trình, thông qua chương trình em cho anh cơ hội. Em thì chờ đợi tham gia chương trình này là từ đăng ký là năm 2015 tới bây giờ đó. Hôm nay là được tham gia đó, cho nên là anh làm sao coi được thì làm. Em nói vậy thôi chứ anh đừng có sợ nha, em không có kiểu dằn mặt gì đâu. Nhưng mà thật sự thì em thấy anh có gương mặt thật phúc hậu nè, cười dễ thương, hiền, chân thành. Mặc dù là anh hơi nhút nhát nhưng mà từ từ va chạm nhiều thì anh sẽ mạnh mẽ lên. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Nếu đồng ý bấm nút hẹn hò chúng ta bấm thật mạnh, không đồng ý chúng ta sẽ lấy tay ra. Mời hai bạn nhắm mắt lại. Có để em nhìn thẳng anh được không? Khỏi bấm. Nhắm mắt hả? Nhìn kênh me phải không? Anh bấm là em bấm phải không? Không, nhìn để cảm nhận. Dạ. Mỗi người tự có quyết định riêng của mình. 2 3 Hết thời gian. Không ai canh me ai hết. Đèn cùng đỏ lên cùng một lúc. Mời hai bạn qua một bên. Đây sẽ là thời khắc rất là quan trọng. Hai bạn bấm nút hẹn hò với nhau. Và đặc biệt, quý vị có nhớ không? Anh chàng trai này là chưa có một mối tình nào. Và bây giờ xin mời anh hãy có một nụ hôn đầu tiên dành cho người bạn gái của mình. Kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, hẹn hò trên chương trình Hẹn Ăn Trưa. Mời anh. Anh sao? Anh em anh... cho anh hôn em cái nha. Dạ. Hôn mà tôi nghe bên đây. Cảm nhận như thế nào? Nụ hôn đầu tiên như thế nào? Dạ sướng thơm chị. Sướng và thơm. Tôi cũng không biết sướng chỗ nào, nhưng mà tôi cũng chia sẻ cái sướng của bạn. Và hy vọng rằng là trong tương lai anh sẽ cố gắng nha. Dạ. Cố gắng chăm sóc, che chở, bảo bọc cho cô ấy. Và hy vọng một ngày sớm thôi thì hai bạn sẽ về chung một nhà. Có tin vui thì báo tin cho chương trình nha. Yeah. Rồi, chúc mừng hai bạn. Cảm ơn chị. Cảm ơn quý vị à. Và hôm nay là vui rồi, tại vì Cát Tường đã làm tròn cái trách nhiệm của mình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc, thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh My TV quý vị nhé. Và bây giờ Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Đời của em á thì là em lại rất thích nuôi chồng. Kỳ vậy, bà bên nhà giải chợ vậy. Chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Nếu mà em yêu người nào người đó rất là may mắn á, chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, rửa chén thôi, còn lại thế giới còn lại em lo được. Tình trường của em thì trải qua 18-19 mối tình rồi chị. Cái gì? Em á, em là thích đi xe buýt dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì có gặp bạn nữ cá tánh đó là tiếp viên xé vé xe buýt. Tình cảm cũng gần một năm. Nhưng mà khoảng 3 tháng cuối cùng á, thì bạn lúc đó bạn dạo em. Bạn nói chung là tìm mọi cách á để giả đò giận hờn á qua đồng nghiệp á. Thì biết là bạn bị ung thư. Kính thưa quý vị, với một bầu không khí rất là hân hoan, rất là hào hứng, xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để đón hai chàng trai của chúng tôi. Wow. Trời ơi. Ngon lành. Ổn định chỗ ngồi đúng không chị? Hả? Ổn định chỗ ngồi chưa? Ổn định rồi. Vậy bây giờ còn chần chờ gì nữa? Mời hai cô gái của tôi xuất hiện.
Các chàng trai nhìn về phía trước nha. Hai cô gái cực kỳ dễ thương. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nha, mời chàng trai ở ghế màu xanh hãy giới thiệu trước. Anh rất nhớ vào một ngày nắng hạ. Wow. Giường nhà em xanh, xanh biết dọn mùng tơi. Ta trao nhau với chiếc hôn chờ đợi. À em quên. Hôn luôn cũng được. Dạ, em hôn. Dạ. Hôn cho chị đỡ ế. Ôi buổi hẹn đầu, lưu luyến mối tình thơ. Làm chị thơ. Hôm nay chị là mối tình thơ nha. Oh yeah. Chị mới được hôn tay nha. Hên, biết đâu mấy chục năm không ai hôn, nay có người hôn hơn. Rồi cảm ơn em. Rồi cuối cùng là em tên gì? Dạ, xin chào chị Cát Tường và cũng như là anh Hứa Minh Đạt, cũng như là hai bạn nữ bên kia, cũng như là người thân của hai bên gia đình. Tự giới thiệu, em tên là Trần Tấn Tâm Minh, 36 tuổi. 36 tuổi? Dạ. Thấy con trẻ quá vậy? Tưởng chừng 30, 32 thôi. Dạ. Hiện tại thì em đang phụ chị kinh doanh mỹ phẩm, cũng như là nhân viên giao hàng luôn. Là coi như là làm shipper đi giao luôn. Dạ. Làm công việc này lâu chưa? Dạ, cũng khoảng 2 năm rồi chị. Vậy trước 2 năm thì làm công việc gì? Trước 2 năm thì em làm nhân viên văn phòng công ty Mai. Rồi. Mời bên kia. Cô gái ghế màu xanh, tự giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Bùi Thanh Quỳnh Như. Năm nay em 29 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, tại quận Tân Bình. Còn công việc hiện tại của em là em là nhà văn, em viết nhạc. Hiện tại em đang theo đuổi con đường diễn giả. Em ơi, mà em viết được nhạc nhiều chưa em? Dạ em viết cũng khoảng tầm được mấy bài thôi chị ơi. Mấy bài hả? Dạ. Có ca sĩ nào hát những nhạc phẩm của em chưa? Dạ rồi ạ. Ví dụ một hai bài cho chị biết coi, ca sĩ nào hát. Ví dụ như là bài Đơn Côi của chị Trương Quỳnh Anh ạ. Wow. Ôi, mới có mấy bài mà đã được ca sĩ nổi tiếng hát rồi hả em? Dạ, cái bài đó là bài đầu tay của em luôn ạ. Quá tuyệt vời. Em viết nhạc rồi, em viết sách rồi, em hát được không? Sao mình không hát nhạc phẩm của mình luôn thử? Tại vì em thấy là em hát nhạc của em nó dở chị. Đâu, hát thử một đoạn chị nghe thử coi nè. Vậy thôi em hát bài Đơn Côi luôn đi ha. Đơn Côi luôn, rồi. Rồi. Ngồi trên cao ngắm sao đêm nay cho thấy tôi lòng buồn như lúng nào. Vì ngày hôm qua đã trôi qua mau, để nỗi đau vẫn còn trong trái tim. Tôi đâu muốn trái tim tôi bằng giá dưới cơn mưa ấy khiến cho lòng buồn. Vì ngày hôm qua em rời xa tôi, để lại trong tôi niềm nỡ đau. Đêm khuya thanh vắng chỉ mình tôi ở đó, để chờ sương gió vây quanh tâm hồn. Giờ anh nơi đâu có hay cho lòng tôi một tình yêu đơn phương thầm kín hơi người dấu. Hay nha, cho em biết là bên đây có chàng trai hát được nhạc của em. Đó cũng là một cái nhân duyên đầu tiên. Biết đâu hôm nay hai bạn hợp nhau. Rồi, trước mắt là như vậy. Dạ, cảm ơn ạ. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt George hai trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt George hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Nãy giờ ngồi cười hoài, em tự giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Tô Thị Thanh Hiệp. Em sinh sống ở Quảng Ngãi nhưng mà em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động công việc chính của em thì là marketing tại công ty. Marketing về mặt hàng gì? Dạ, chuyển giao công nghệ và đào tạo thẩm mỹ. Thực ra thì công việc hay vui vui của em hiện tại em đang hoạt động thì có làm bác sĩ một chút tâm lý cho một số mọi người. Rồi em sẽ đưa em cái lời khuyên tích cực cho anh ta. Dạ, thì thường thì công việc đó em thấy em thích nhất, nó là hạnh phúc hơn. Bây giờ mời em trai. Dạ. Lời đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phạm Văn Phúc ạ. Em sinh năm 1988 ạ. Em sinh ra và lớn lên tại Nam Định ạ. Hiện tại em đang công tác và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, em là giáo viên ạ. Giáo viên dạy về gì cương, cấp mấy? Dạ, thưa chị là em dạy toán cấp 2 ạ. Thầy giáo trẻ đẹp trai ha. Dạy toán luôn. Ở trong thành phố này là mình ở với ai hay là tại nhà mình vào đây luôn? Dạ thưa chị là em ở dưới Hóc Môn thì em ở một mình ạ.
Còn em có một anh trai đang cũng đang là giáo viên dạy ở trường trung học phổ thông Bình Chánh ạ. À, là mình có hai anh em thôi hả? Dạ không, em nhà em có bốn anh chị em ạ. Có một anh trai nữa là sinh đôi với em ạ. Ôi vậy hả? Sinh đôi luôn. Dạ, rồi, tôi thấy ạ, tôi hiểu rồi. Bây giờ điểm sẵn hỏi luôn là điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, dạ điểm mạnh của em có thể là em không biết hút thuốc ạ, không có biết nhậu ạ. Không biết hút thuốc, không nhậu, thầy giáo chuẩn mực. Đấy, em biết chơi thể thao ạ. Môn gì? Dạ, môn gì em cũng biết chơi nhưng không được giỏi ạ. Em biết nấu ăn ạ. Bây giờ mình còn có cái gì trong người mình cảm thấy ngay còn cái gì là gọi là cái khuyết điểm của mình chưa? Khuyết điểm của mình. Dạ, khuyết điểm của em thì cũng tương đối nhiều ạ. Như là em hay nói chuyện với bạn khác giới thì em hơi nhút nhát một xíu. Em hay ngủ nướng. Ngủ nướng là có trễ giờ dạy không? Dạ không ạ, vì em chỉ ngủ những cái ngày như là thứ bảy chủ nhật. Khi mà không có tiết, em biết chắc là không có tiết thì em sẽ tắt báo thức ạ. Và em sẽ dậy muộn hơn một xíu. Đã luôn ha. Rồi, mời bạn nữ. Trước khi mà anh hỏi thì em nhìn hai người đàn ông ở dưới, một người áo sơ mi và một người áo thun, thì em mường tượng anh chàng sinh đôi là anh nào? Anh cho em mượn cặp kính cận thì em không thấy được. Ủa vậy hả? Trời ơi. Đó, theo cái giọng nói và em mường tượng đó là anh chàng áo sơ mi hay là anh chàng áo thun? Em nghĩ là cái anh áo xanh á. À, hai người áo xanh luôn, áo sơ mi, áo thun. À, em nói áo sơ mi. Áo sơ mi đúng không? Dạ. Cái gu đó em thích không? Dạ, chắc tại anh cười nhiều quá nên em thích. À, là thích. Dạ. Rồi, giáo ý kiến. Bây giờ nè, thế mạnh và thế yếu của em. Thế mạnh và thế yếu của em là nó nhiều. Ví dụ như trong công việc là lâu lâu em hay training á, tại vì có một việc phụ bên ngoài á, thì thế mạnh của em sẽ là nói rất là... phục khách hàng. Yes. À, nói chung là khi mà nói chuyện thì sẽ rất là hay, nhưng mà đôi khi trong mối quan hệ cuộc sống thì em bị cà nhay á. Kiểu em rất là thích hoạt náo và đặc biệt là cầm ràm trong việc là em với đứa em trai không bao giờ chịu rửa chén cho em, là em cầm ràm cả ngày luôn á. Em tức đến nỗi em nói là bữa nay em lên quay phim em sẽ tố cáo nó. À, tức tới như vậy luôn á hả? Dạ. Và cuối cùng ai là người chiến thắng? Dạ em. Em của em chiến thắng là em phải vô rửa chén. Dạ đúng rồi anh, nó nói một câu thôi: tiền nhà này ai trả chị hai. Được không? Vậy là cuối cùng tiền nhà là thằng em nó trả. Dạ đúng rồi ạ. Ngộ vậy, sao chị không nuôi em mà em nuôi chị? Nhà em bị ngược á chị. Văn hóa trong nhà em á là ba em nói em sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi, nên là hai đứa em phải cưng em, nên là đâm ra em được cưng hơn. Tiền nhà, tiền điện nước, tiền ăn, sự nghiệp này nọ em cho em VIP, còn em chỉ cần vui vẻ. Trời ơi, hồn nhiên quá. Chả là em tự đi lau nhà. Em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc và hồn nhiên thôi đúng không? Dạ đúng. Em cũng mong muốn kiếm một người chồng, một người bạn trai mình là cũng nuôi mình luôn cho mình hùng như vậy mãi đúng không? À. Không, nhưng mà trong cái kế hoạch cuộc đời của em á thì là em lại rất thích nuôi chồng. Kỳ vậy, bà con nhà dạy vợ vậy. Tự nhiên bắt em trai nó nuôi mình mệt chết luôn, tự nhiên mới mốt mình đi nuôi chồng. Tại vì chồng em sẽ vô rửa chén cho em. Trời, vậy là bé này thù rửa chén lắm nè. Chị thấy bé này vui rồi đó. Biết rửa chén không? Dạ em biết chị ạ. Biết không? Biết đúng không? Em trai em cũng hay nói một câu là nếu mà em yêu người nào, người đó rất là may mắn á. Chỉ mỗi bận mỗi một việc duy nhất thôi, à, rửa chén thôi. Còn lại thế giới còn lại em lo được. Kiểu vậy á. Rồi bây giờ qua tới sao? Em nghe bên đó giới thiệu mà em ngồi bên đây ghế màu xanh mà em nghe cô gái kia em cũng cười luôn. Nói chung em rất là dễ cười. Em cảm thấy bạn rất là thú vị. Dạ hả? Rồi vậy em mình giới thiệu coi mình có những điểm thú vị gì. Biết đâu mình cũng có những cái thú vị của mình. Dạ, okay. Chàng trai ở ghế màu xanh nha. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình như thế nào? Dạ em thì cái ưu điểm của em á, nếu mà yêu ai á thì chắc chắn em sẽ là chung thủy. Dạ. Rồi. Chung thủy không phải là thể hiện bằng lời nói. Chung thủy em nghĩ là cái bằng hành động á. Ví dụ như là em có thể là em lặt rau được, em khoái rửa chén được. Cái đó là chung thủy đó hả? Dạ em giúp việc nhà được. Cái đó cũng đâu liên quan gì tới chung thủy đâu. Em làm xong việc em cũng ra ngoài em lén phép. Như em không có ghen. Tính em không có ghen. Không có ghen liên quan gì tới chung thủy. Dạ. Điểm yếu. Điểm yếu của em hả? Điểm yếu của em là ngủ ngái. Ý. Ngái dữ không? Em ngái to như trống đánh người chị. Ai nói cho em biết. Dạ. Nhà chị hai của em á. Có bữa nào anh ghi âm lại cho em điểm yếu à? Tiếng như dạ. Thế nào không? Dạ không. Chắc lẽ em phải đem cái tiếng lên đây em phát. Dạ không, gần từng tiếng ngái. Nhưng mà sáng dậy là thấy là dính ke lên miệng. Trời ơi. Vậy trời ơi, đang đi cô gái mà ông cắt cho tôi cái mảng dính ke lên miệng đi. Còn em nè, giờ điểm mạnh điểm yếu mình nè. Điểm mạnh của em là em viết lách. Em viết lách tốt. Là khi mà em viết một cái điều gì đó mà em muốn chia sẻ thì em viết rất là nhanh.
theo cái cảm xúc của em không có cần phải suy nghĩ nhiều. Khuyết điểm của em là em hơi bị nhạy cảm và nóng tính. Nhạy cảm là như thế nào nhạy cảm? Nhạy cảm là dạng giống như là em rất là dễ có cảm xúc á. Em dễ buồn một cách thay đổi á, liên tục á. Anh nghĩ em là một người rất là đa tình đa cảm, vì em có những cái mối tình gì chưa? Dạ có chứ. Nếu mà mối tình chính thức trước giờ của em chỉ có một mối tình thôi. Nhưng mà mối tình mà kiểu giống như là đơn phương hay là không có đến với nhau mà cảm tình á, thì có khoảng hai mối tình là nó thuộc dạng là làm cho em quên rất là khó. À, đó là mối tình đơn phương thôi đúng không? Dạ không phải, có nghĩa là người ta cũng thích mình, mình cũng thích người ta, nhưng mà tại vì em rất là nhát, chưa nghĩ rằng là mình có người yêu sẽ như thế nào á, cho nên em cứ giấu trong lòng, nhưng mà em lại thể hiện với người đó là em ghét người ta. Trời đất. Kỳ vậy? Đúng là con gái nó có là không, nó không là có, Tường ơi. Em tiếc nuối nhất là cái bạn em học năm lớp 9 nè. Cái lớp 9? Wow. Dạ, đúng rồi, cái bạn đó cũng là cái bạn mà em viết bài đơn côi. À, là cái bài đó để mà là cái nguồn cảm hứng của em để mà em sáng tác nhạc luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi, ok. Sao em? Nghe tình trường bạn gái bển mình đây mình thấy như thế nào? Nói chung là cũng tình cảm của bạn ấy cũng cũng có đó, nhiều khúc mắc á. Ừ. Còn em, tình yêu em có rắc rối không? Tình trường của em thì trải qua 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Cái gì? 18, 19 mối tình rồi chị. Cái gì? Cái gì? Rồi, bây giờ phải làm live show cho em á. Để em kể là tới 18 mối tình thì một mối tình thì kéo dài bao nhiêu lâu? 18 mối tình đó toàn là đơn phương của em thôi. Em chưa nói hết. Cái gì vậy trời? Bắt đầu từ bao nhiêu tuổi? Từ học cấp 3 chị. Rồi em đếm đi, em đếm 18 chị nghe coi. Mối 1. Lớp 10. Lớp 10. Mối 2. Mối 2 lớp 11. Rồi, mối 3. Mối 3 là 5 mối lớp 12. Hả? 5 mối lớp 12. Lớp 12 là 5 mối. Chia ra học kỳ 1, kỳ 2. Rồi. Trời, giống như là nguyên một trường. 7 rồi đó, là 7 rồi. Dạ 7. Dạ, tốt nghiệp cấp 3 nữa. Cấp 3 mấy mối? 3 học cho tốt nghiệp cấp 3 nữa 5 mối nữa. 5 mối nữa là 7 năm là 12. 12. Rồi xong lên sinh viên hệ cao đẳng thì em học 3 năm. Thì thì cứ tiếp đó nhân lên. Tiếp. Rồi cái mối cuối cùng là mối nào? Mối cuối cùng mà 18 mối tình đơn phương đó là năm 2018. Là kết thúc 18 mối tình đơn phương. Dạ. Tiếng mà em không có chung thủy ha. À, không phải chị ơi, tại lý do là tại chắc có thể là tại không có kiên trì ha. 18 mối tình đó đều có điểm chung là các bạn nữ rất là dịu dàng, tùy mị. Nhưng mà tại em có thể là em hay mạnh bạo tấn công dữ quá cho nên mấy bạn sợ. Sao em không chậm lại mà em cứ mạnh bạo chi vậy? Dạ thì cũng có mối tình mà 2019 thì em được một mối tình. Được một mối tình thì bạn nữ nó cũng cá tính mạnh lắm. Đúng. Dạ. Cá tính mạnh. Em? Do em á, em là thích đi xe buýt dạo quanh thành phố Hồ Chí Minh nè. Thì có gặp bạn nữ cá tính đó là tiếp viên xé vé xe buýt. Dạ. Lúc đó lên rất là hồi hộp. Nhưng mà cũng giả bộ đưa vé bình thường vậy thôi. Rồi xong rồi cái cũng kết bạn Zalo để cũng trò chuyện, tìm hiểu, cũng như bắt đầu yêu nhau. Cũng em cũng dở cơm mỗi trưa. Vậy hả? Dạ. Dễ luôn á. Tình cảm cũng gần một năm. Nhưng mà khoảng 3 tháng cuối cùng á, thì bạn lúc đó bạn gạo em. Bạn nói chung là tìm mọi cách á để giả đò giận hờn á. Rồi diễn lý do này nọ. Yêu nhau ngon lành mà. Qua đồng nghiệp á thì biết là bạn bị ung thư. Và em vẫn đồng hành với bạn luôn, dù bạn bệnh em vẫn đồng hành với bạn đó. Dạ. Vô bệnh viện thì cũng em cũng có chăm cùng với ba má của bạn, tại ba má của bạn cũng ở Bến Tre. Em cũng vô cùng hai bác cũng tâm, cũng nuôi bạn, tại tình trạng bệnh rất là nặng, giai đoạn 3 luôn. Là bạn gái không trị được. Không trị được. Em ở bên bạn đó điều trị bệnh cho đến lúc bạn mất luôn. Đến lúc bạn mất là đưa về Bến Tre làm đám á, phụ với hai bác. Nhanh dữ vậy em? Rất là nhanh chị. Dạ. Nhưng đúng một cái năm. Ba tháng cuối là ba tháng phát bệnh là có ba tháng thôi là mất. Dạ. Chị xin chia buồn với em nha. Thôi thì mọi chuyện cũng qua. Chị nghĩ là nếu như bạn gái em mà mất mà có linh thiêng cũng muốn em sẽ tìm được một cái hạnh phúc mới. Cho nên thôi bây giờ nó cũng qua rồi 2 năm rồi ha. Tự nhiên tôi nổi da gà nè. Tôi thương mấy người vậy lắm. Tôi khổ ghê luôn á thiệt. Rồi thôi được rồi, qua bên đây. Sao cơn tình trường em sao em trai? Anh trai ghế đỏ. Tự nhiên tôi cứ bị bần thần. Dạ vâng, em cũng nghe
tình trường của bạn nam bên cạnh nên em cũng hơi xúc động. Xúc động ha? Rồi thầy giáo tình trường sao? Về tình trường của em thì em đã trải qua 3 mối tình. 2 mối tình thì thời học đại học ạ. Theo đuổi bạn đó 2 năm nhưng mà khi mà mình tỏ tình thì bị từ chối. Sao vậy? Dạ, do hồi đấy em nhát lắm ạ. Em còn nhớ là cái đợt mà vào học trong trung tâm giáo dục quốc phòng ấy chị. Bạn ở một dãy, em ở một dãy. Sau đó em có đi hiến máu nhân đạo. Rồi là em có kiếm về một được một con gấu. Nhưng mà từ hôm đấy lại hết gấu có chị ạ. Nên là em nó chỉ còn có con cá sấu thôi. Thế, dạ. Thế là em mới cầm con cá sấu em sang phòng bạn. Em nghĩ là có sự xung sức của các bạn cùng phòng ạ. Thế là em lại hết can đảm em sang em tỏ tình. Thì bạn đó lại cứ hiểu nhầm ý em ạ. Đúng rồi, bạn lại đi mua cá sấu rồi. Dạ đúng đấy ạ. Mà em nghĩ sao đi tỏ tình em mua con cá sấu em? Yeah. Con gấu bông nó không có thì em mua con chó, con cún, con mèo. Không ấy em ra em mua đại nó không bó bông thì tự nhiên em mua con cá sấu. Dạ, dạ thưa chị là trong giáo dục quốc phòng thì mình không được ra ngoài chị ạ. Dạ. Khi mà học xong á thì ra thì bạn ấy cũng em mới biết bạn ấy quen một người học trên khóa và ở cùng quê luôn ạ. Và em nghĩ là cũng là do một phần khoảng cách giữa hai người ấy chị. Em ở Nam Định và chị còn bạn ấy này thì ở Lạng Sơn ạ. Là thất bại. Dạ. Có cái mối nào trong Sài Gòn không? Dạ có ạ. Thì cái mối đó là mối thứ ba thì khi em ra trường rồi em vào đây ạ. Em cũng có quen được một em ạ, cũng đã chia tay cách đây 2 năm. Cũng là do bất đồng nhiều quan điểm cũng như là lối sống ấy. Do công việc ấy lúc đầu em vào đây nó chưa ổn định. Thì công việc của em cũng gặp rắc rối. Sau đó em có em cũng là do lỗi tại em là chính ạ. Thì em cũng có sao nhãng với bạn đó. Và khi mà em công việc của em chuyển lên Hóc Môn ổn định rồi ấy, thì bạn đó lại đã có người yêu rồi. À, dạ. Thấy chưa? Rút cái kinh nghiệm là phụ nữ mình phải luôn luôn quan tâm chăm sóc. Dạ. Phải thông cảm là cái lúc đó đàn ông chưa ổn định sự nghiệp nên em cũng hơi lơi là đúng không? Dạ. Thôi không sao, bây giờ thời cơ chín mùi rồi nha. Công việc ổn định, tuổi chín mùi là bây giờ phải tập trung vô chuyên môn. Có đó. Là thầy phải sắp xếp nha thầy. Dạ đây là cơ hội luôn. Tới em Hiệp. Em gái ghế đỏ này của tôi nè. Thật ra là em là người có nhiều người theo đuổi. Nhưng mà tức là tính em có một giai đoạn khủng hoảng nên là em bị mất khá nhiều bất ổn về tâm lý. Em cũng không hiểu tại sao mọi người yêu mình vào lúc mình khủng hoảng, lúc mình vui vẻ hạnh phúc thì chả có người nào yêu. Người yêu. Nãy giờ tôi nghe tâm lý cuối cùng là có mối tình nào chưa? Dạ, mối tình của em hả? Em hay theo kiểu ủng hộ người yêu ngoại tình lắm. Sao? Em có một giai đoạn á, tất cả những người yêu em đều cảm giác em không biết ghen á, nên họ quen thử người khác á, cho em ghen á. Sau cái cô gái nhắn tin hỏi thăm em á, sau em tâm sự riết rồi cô ấy trở thành fan của em. Rồi xong cái em nói nếu mà người ấy có cảm xúc với em thì chị ủng hộ. Nên là em nói với người yêu của em là thật ra nếu anh đã dành cảm xúc cho một người nào đó thì anh phải tôn trọng cái thời gian cô ấy đang dành cho anh. Chứ em thì em nghĩ là em không hợp này. Nói chung là bà chưa có yêu ai hết trơn á. Mà bà chị còn này mới giới thiệu chưa có yêu ai hết á. Có bồ quen cho vui vậy thôi, ngộ nhận tình yêu thôi. Chứ còn yêu người ta ghen thấy bà làm gì yêu mà không ghen. Có ai yêu mình nhường bạn trai mình cho người khác. Thiệt bà bây giờ cô chưa có yêu nha. Thì bây giờ túm lại nè. Có bó cái quẻ nào coi cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào không? Nếu mà coi mà mẫu người lý tưởng thì em không có coi. Nhưng mà có rút quẻ cho vui. Sao? Thì thứ nhất là người ấy sẽ cao 1m65 đến 1m7. Có. Rồi gì nữa? Ok, tóc ngắn. Có mắt, có mũi, có tai. Đương nhiên là có mắt, có mũi, có tai. Hề hước quá, hề hước. Thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng. Vừa mới mất một mối tình. Gì? Em rút quẻ thì nó ra là người đó vừa, tức là người ta đã kết thúc mối tình nào đó rồi nhưng mà cái tình cảm nó còn đầy lắm. Trong quẻ nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Người đó nước da hơi ngâm, không có trắng. Rồi sao nữa nè? Cũng có body nhưng mà cũng hơi mập một xíu. Ê, sao tôi thấy bói hồi ra cái anh mặc áo xanh đó. Anh áo xanh này đúng không? Áo xanh đó. Không, tôi nói bói hồi tôi thấy ra giống anh ngồi mà ghế màu xanh bên đây nè. Tôi thấy vẻ giống giống á. Mẫu người lý tưởng của em sao cưng? Dạ thưa chị thì mẫu người lý tưởng của em thì đơn giản lắm á. Chỉ cần người đó yêu thương mình, lắng nghe và quan tâm gia đình là được. Rồi em nghe cái tiêu chí của cô ghế đỏ nãy giờ em thấy mình có hợp với tiêu chí của cổ không? Dạ em nghĩ thì khi mình đã trải qua một mối tình rồi thì cứ bảo là bỏ ra khỏi đầu nhưng mà cũng khó á.
thì ít nhiều cũng có một chút rồi gì đó vương vấn á. Ủa vậy là thầy còn vẫn còn vương vấn cái mối tình đó hả? Mối tình nào, 1, 2, 3? Dạ em nghĩ là đó là mối tình thứ ba. Thì không phải, ý của em là em vẫn còn cảm thấy là có gì đó hơi có lỗi với bạn. Dạ. Rồi giờ nếu bạn nó quay lại rồi em có ok không? Dạ bạn nó sắp cưới rồi ạ. Dạ. Vậy là trong lòng vẫn chưa dứt. À vậy cũng có thể cô kia bói. Khi mà em dứt rồi thì em mới lên đây ạ. À, dứt rồi mới lên đây. Dạ. Rồi mẫu người lý tưởng của em như thế nào về ngoại hình? Dạ ngoại hình thì em nghĩ là chỉ cần dễ nhìn là được ạ. Còn chiều cao thì em cũng không cao ạ. Nên bạn chỉ cần 1m55 trở lên là được ạ. Rồi cô gái ghế xanh đi, tiêu chí như sao? À. Dạ mẫu người lý tưởng của em thì thật sự trước giờ em có một cái mẫu người chung chung. Nhưng mà theo cảm nhận của em thì em thích những cái người nào mà ít nói. Em thích một cái người hành động nhiều hơn là nói. Ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì em muốn một cái người dễ nhìn. Thật sự là em hay dễ bị cảm tình với những người có cái khuôn mặt dễ nhìn. Rồi, mời em trai. Mẫu người của em cần tìm là người như thế nào? Cái tiêu chí của em á, khi tìm bạn gái thì em nghĩ là cái ngoại hình đối với em thì cũng chiều cao tầm với em. Cao mét mấy? Em cao mét gần mét 7 à. Dạ, cho em nghĩ là chọn bạn gái thì em nghĩ là tầm 55-60 được rồi. Dạ. Còn tính cách thì em nghĩ là chắc con bé nó cũng phải cá tính giống mình. Đúng rồi, cái gu em nãy giờ em vẫn thích là cái gì nó cá tính. Em thích là cá tính, là cô bé đó là nghĩ gì nói đấy. À, bây giờ mình để thêm ý kiến của người thân nha. Hello. Bên đàn trai trước nè. Dạ vâng. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Hứa Minh Đạt, chào nhà gái bên đấy đấy ạ. Em là anh trai của Phúc. Ủa? Sinh đôi hả? Dạ không, em thì không phải là sinh đôi mà sinh đôi với Phúc đây ạ. Hôm nay thì ba anh em đến chương trình để mong muốn là tìm em dâu út đấy ạ. À, và trời, bữa nay có hai anh đi theo luôn á. Em xin tự nhận xét về em trai của em. Thì thực tế thì chắc là như anh chị cũng đã thấy rồi, em trai của em thì nó hiền, hơi nhút nhát một chút. Nhưng mà đổi lại được cái thì nó rất là nhiệt tình. Và lại về hai bạn gái bên này thì thấy em nào cũng rất là dễ thương, rất là xinh xắn. Cũng mong rằng là lát nữa thì có một trong hai thì sẽ về với Phúc và làm em dâu của anh. Thì anh tham quá, anh phải focus, anh chọn vô, anh chọn chốt chứ vô, theo anh nãy giờ vậy. Là anh thấy ai là phù hợp nè, xin lỗi nè đó, thông hai anh đó. Em là phải cùng chung suy nghĩ nè, cùng chung nhịp đập nè, chọn giùm cho anh cho em mình một người. Em thấy hai bạn gái này cũng rất là dễ thương và đáng yêu, cười thì rất là duyên ạ. Ai về làm em dâu của em cũng đều được hết ạ. Ủa chung luôn, nguyên nhà nhưng chung vậy luôn nếu à? Nếu như là anh sẽ chọn ai? Dạ cái này thì cũng rất là khó ạ. Tại vì cái đấy thì để cho em trai em sẽ lựa chọn ạ. Như em này em chọn ai cũng dễ thương, ai cũng được. Trời ơi, ba anh em thiệt. Hai ông anh sợ bị đối thừa. Dạ, em xin chào chị Cát Tường ạ. Xin chào anh Hứa Minh Đạt và chào tất cả mọi người ạ. Nếu mình để cho em chọn một trong hai anh á thì chắc là sẽ là anh màu đỏ. Chắc là anh màu đỏ. À, chị em đang ngồi ghế màu xanh phải không? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì theo bản thân của em thì thấy hai anh chị có rất nhiều điểm tương đồng ạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đó là một cái ý kiến để cho chị em có thể tham khảo thêm. Rồi, dạ mời hai chị bên này. Em chào cả nhà. Em là bạn khá thân của Hiệp. Theo em thì cái sự sắp xếp ở các cái ghế nó cũng đã có một cái gì đó nó fix với nhau trước mà mọi người có thể thấy trước rồi. Đối với em thì em thấy cái bạn nam ghế đỏ thì nếu nên duyên thì cũng em thấy là sẽ phải chịu đựng con nhỏ bạn của em hơi bị nhiều. Tại vì một người khá là trầm tính, còn bạn em thì nó nói cả ngày. Nhưng mà còn duyên số như thế nào thì chắc là bạn có thể quyết định được. Thôi được rồi, nếu như các quân sư mà không đưa ra được một cái ý kiến gì nó chính xác để cho các thân chủ của chúng tôi ngồi đây hoang mang lo lắng thêm, để cho các bạn ấy tự quyết định luôn. Mình còn chờ đợi gì nữa Tường ơi? Gì nữa? Chúng ta hãy mở cửa trái tim. Wow. Sao đứng lên lớp không vậy? Lớp vậy thầy lớp á. Thầy tới á. Thấy thầy giáo đây là đứng vào thầy liền. Chào thầy liền. Thôi phát biểu cảm nghĩ đầu tiên đi các em. Nè, sao quẻ xăm sao? Em thấy anh nâu đỏ giống quẻ xăm của em đó. Anh nâu đỏ giống quẻ xăm hả? Dạ. Hôm nay có bộ không ha. Nhưng mà cũng có một cái thời gian là nãy em thử là chọn đúng ông đó luôn. Anh buộc mà anh em sinh đôi mà.
Nhưng mà anh này đẹp trai hơn phải không? Thầy đẹp trai hơn. Chỉ cần cười đẹp là em có thể em có thể say yes. Thầy đó, thầy đó chứ. Thầy lẻ lẻ nó thiệt khổ ghê. Sao thầy? Thầy đầu tiên khi mở tuổi trái tim thầy thấy sao? Dạ em thấy là hai bạn rất là xinh đẹp ạ. Và bạn ấy áo đỏ thì rất là dễ thương. Dễ thương mình tặng quà đi thầy. Bữa nay có cá sấu không? Em cảm ơn. Tặng bạn. Dạ. Thầy ơi. Nay quà ai tư vấn cho thầy mua vậy? À có ông bà già nữa nè. Dạ chị dâu em tư vấn nè. Chị dâu em tư vấn. Em gái vâng ạ. À, em cho thầy nắm tay cái nè. Dạ. Tay thầy quéo nãy giờ nắm cho thẳng thẳng tay coi chút. Ôi nắm hả? Bên đây có phần đặc biệt nha. Đó. Thấy chưa? Gái mạnh mẽ chưa? Bên đây có phần đặc biệt nha Tường. Bên đây là có ông bà hai người, một cặp. Bên đây là một cái nấm như là một con vịt thôi. Ủa vậy hả? Có sự khác nhau, chị Tường phải để ý kỹ. Đâu. À không có hai hả? Không có hai. Một con vịt thôi, đi hai con vịt. Hai con vịt, có cặp có đôi. Hai con vịt à. Vậy. Hai con vịt. Nãy tôi định dắt ông anh rồi, ông anh kỳ quá như tự nhiên hai món quà giống nhau thì ra nó có ý khác nhau. Có ý phải để ý mới biết được. Rồi sao nắm hoài luôn hả Tường? Ừ, rồi vậy luôn hả? Nè. Nắm hoài luôn hả? Cái đó mới nắm tạm thôi, rồi về phát biểu cảm nghĩ đi. Run không em? Dạ run chị. Có xa xuyến gì trong người chưa? Dạ có chứ ạ. Có hồi hộp chưa? Dạ hồi hộp hơn lúc đầu ạ. Rồi. À, cảm xúc đây nè. Gái như thế nào? Cô gái viết văn và nhạc sĩ đó nè. Cảm xúc khi mà mở cửa trái tim thì cảm giác em như thế nào? Dạ cảm thấy vui khi gặp mà hai anh ạ. Cảm thấy rất là run khi gặp mặt đối diện ạ. Mà đối diện ai rung, đối diện ghế đỏ rung hay đối diện ghế xanh rung? Dạ cả hai ạ. Có tặng quà, tặng ơ gì không? Dạ có ạ. Có. Tặng đi. Có đi, đó. Sách này là sách của em viết hay là sao? Dạ sách của em viết ạ. Wow. Cảm ơn Quỳnh Như. Dạ cảm ơn. Để cho chị coi cái cặp mắt đó là sao. Mình có thương mình. Ý nghĩa cuốn sách này là nói gì ở trọng vậy cưng? Dạ quyển sách này em viết lúc em ở Hàn Quốc ạ. Thì chủ đề mình có thương mình là ý là em thấy là khi mà mình muốn yêu thương một ai đó thì mình phải yêu thương bản thân mình trước. Tại vì đôi khi em thấy là có nhiều người á, bản thân mình bị quá nhiều sự tổn thương thì mình không biết được cái cảm giác hạnh phúc là như thế nào thì mình sẽ khó mà yêu thương người khác được. Rất hay, một lập luận cũng rất là chính xác. Ấn tượng của em như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mở ra? Dạ, ấn tượng với em thì đối với Quỳnh Như á, thấy cô bé này là rất là đa tài. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một đối phương phù hợp cho mình. Còn đối với bạn ngồi ghế đỏ, bạn ngồi ghế đỏ thì em thấy là bạn cũng rất là cởi mở khi mà cần và muốn lên chương trình để tìm một cái tình cảm. Em nghĩ là bạn cũng có nhiều nét tương đồng với em, cái sự vui vẻ cũng có cái chút gì tâm linh. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta trò chuyện một chút đi. Các bạn có thể trao đổi hai chàng trai mình mạnh mẽ hơn. À, hỏi trực tiếp các bạn gái, muốn hỏi cô nào cũng được. Cho anh hỏi Quỳnh Như trước ha. Dạ. Quỳnh Như có nghĩ là mình một khi đã đăng ký tham gia chương trình, tại sao Như không thể là mình thoải mái mình hơn, mình có cái sự mới mẻ gì hơn để mình có thể là rộng mở và tìm tình cảm mình nó dễ hơn không? Dạ không, thật sự là khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Có nghĩa là một cái sự thay đổi trong con người của em rất là nhiều. Tại vì trước giờ là em không có nghĩ về cái chuyện yêu đương nhiều lắm. Nhưng mà tại vì em cũng có một cái biến cố khá là lớn của em trong cái năm vừa rồi á. Khi mà em mở quán cà phê, em có một cái quán cà phê năm ngoái. Thì khi mà em mở quán cà phê thì bản thân em phải tự vận hành và tự làm rất là nhiều thứ. Và nhiều khi em còn bị lừa nữa. Cho nên là đôi khi em phải tự hỏi ngược lại mình là tại sao mình là con gái mà mình cứ phải đi bươn chải rồi cứ phải kiểu giống như rất là mạnh mẽ bên ngoài như vậy và mình rất là cần ai đó bảo vệ. Và những cái điều đó thì em không thể chia sẻ với ba mẹ được, tại vì trước giờ từ nhỏ đến lớn là tất cả mọi thứ là em tự quyết định và em không muốn đem những cái điều mà buồn hay muộn phiền gì với ba mẹ em hết. Và em muốn là thay vì là em mà phải có một cái người khác bảo vệ em. Em muốn như vậy tại vì em đã rất là mạnh mẽ trong suốt 28 năm qua rồi. À, sao thầy giáo bây giờ quay lại cái vụ mà đàn ông mà có giúp bạn gái hay giúp người yêu làm việc nhà không đó. Bây giờ có hai cổ đây nè, thầy giáo nói cái quan điểm của mình rõ ràng về cái quan điểm. Dạ thì em nghĩ là cái đấy thì hoàn toàn làm được ạ, vì em nghĩ là cứ ai cũng có thể làm được khi nào mà họ dỗi. Ví dụ như là
chồng mà đi làm mà chưa về thì vợ hoàn toàn có thể nấu cơm bình thường. Còn vợ đi làm mà chồng về trước thì chồng cũng có thể là nấu cơm bình thường chứ không có thể là phân biệt ạ. À, có nghĩa là không giao cái việc đó cho riêng ai mà hai trong nhà rảnh yêu thương nhau thì cứ san sẻ với nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Em nghĩ là cái công việc của em làm á thì em nghĩ là phù hợp để làm công việc nhà hơn. Tại em nghĩ là em sẽ phụ vợ mình làm việc nhà cũng như là đi giao hàng. Mình có thể là phân chia công việc hợp lý. Dạ. Sẵn sàng đúng không? Sẵn sàng. Thôi nhưng mà nói chung là yên tâm cho hai anh á, mình đã quay chương trình mày trên đây và ghép đôi thành tóc. Mà nếu trường hợp mà mình có lấy nhau là bồn giặt trơn tài trợ 3 năm. Thiệt. Giặt giũ thoải mái hai trong một. Còn ai muốn hỏi gì đối phương nữa không ạ? Em xin phép chị anh Đạt là cho em tặng quà hai bạn. Quà. Dạ. Anh tặng em. Dạ, đừng cảm ơn anh ạ. Dạ. À, có nói gì nhắn nhủ gì không nè? Thôi. Em nghĩ là Như, anh nghĩ là Như á, Như cần một chút gì đó phong thủy. Anh nghĩ là qua đó đó thì Như sẽ biết là cái tình cảm của mình á nó có cái sự thay đổi để có tìm đúng cái người mà em cảm không biết nói là sao. Họ nhìn nhau là hiểu rồi đó. À, rồi anh tặng em cuốn sách tại vì em rất là vui vẻ. Em vui vẻ từ cái khả năng giao tiếp cũng như là lời nói. Thì anh nghĩ là có cái sự đồng điệu với anh một chút trong đó. Thì đến với chương trình thì anh cũng đã nói rồi. Nói lý nhí vậy. Thì anh cũng không biết nói gì nữa. Nhưng mà anh hy vọng là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn. Anh thật giỏi chốt sale em luôn á. Ok, em cảm ơn anh. Dạ. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Ở mỗi chiếc ghế của mình á, đều có hai cái nút bấm, một cái nút màu xanh và một cái nút màu đỏ. Sau 5 giây thì các bạn sẽ đưa ra cái quyết định của mình. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Tay đặt vào nút. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi mà thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Các bạn có 5 giây để lựa chọn quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Người ấy sẽ cao 65 đến 1m7. Thôi em nói đùa, thật ra là người đó sẽ là người đang tìm cho mình một định hướng. Trong quảng nói em bấm nút trúng người đó đó. Thấy ghê vậy. Em nghĩ là Quỳnh Như sẽ tìm hiểu và cân nhắc kỹ khi mà chọn lựa tình cảm cho mình, chọn một đối phương phù hợp cho mình. Khi mà em đăng ký tham gia chương trình đó là một cái sự quyết định rất là khó của em á. Bấm. Nói thì sao chậm mà quý tay quý chân thì sao bấm lẹ vậy? Hả? Bấm lẹ thì cái gì? Quỳnh Như, sao không bấm? Dạ tại vì thường là em ít khi nào mà có cảm xúc liền khi mà lần đầu gặp mặt á. Em nghĩ là nếu như mà muốn tìm hiểu thì mình sẽ là bạn với nhau một khoảng thời gian. Sao em? Tại sao em không bấm nút? Dạ thì khoảng giữa chương trình thì em đã có sự lựa chọn của mình, tức là em cũng thích Hiệp. Bạn nữ là đồng điệu về tính cách, về vui vẻ. Chị cảm nhận được cái đó. Nhưng mà khi mà lúc mà mở màn ra thì thấy là Hiệp có cái sự thay đổi lựa chọn của mình, là Hiệp có vẻ là thích thầy giáo hơn. Bạn thầy giáo hơn. Dạ. Cho nên là mình nghĩ rằng là mình không có cái cơ hội nên mình không bấm. Dạ. Sao mình không cứ bấm đại màu đỏ đi? Nhưng mà tình cảm thì không thể nào mà bấm đại được chị. Không thì mình thích thì mình cứ bấm, còn người ta không bấm mình kệ người ta. Tất nhiên là em cũng sẽ bấm nút khi mà đúng cái con tim, đúng cái lý trí của mình. Nhưng mà khi thời điểm người ta không hướng về mình thì mình cũng là nó trì lại, nó phải suy nghĩ lại, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn hai em và mời cặp đôi của ngày hôm nay, Văn Phúc và Thanh Hiệp. Hai người nắm tay nhau và hãy trao nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày hôm nay chúng ta đã bấm nút hẹn hò. Đã có giây phút khởi đầu. Này, hãy bấm nút. Ông cũng chơi ngược nữa. Ta bé mình đây.
Rồi sao ổng hôn qua cái má bên kia? Sao vậy cưng? Má bên đây có cái micro hôn nó không đã à? Dạ. Dạ luôn hả? Trời ơi thầy dễ thương quá. Được rồi, thôi bây giờ Tường sẽ chúc hai bạn có nhiều cái thời gian tìm hiểu nhau. Mình có tin vui thì sẽ báo cho chương trình biết nha. Là sẽ được 3 năm tặng bột giặt miễn phí Choi 2 trong 1. Và bây giờ thì Cát Tường xin thay mặt cho chương trình gửi tặng cho các bạn một phần quà, đó là We Well Young Chi, nước uống thuần thảo dược chống oxy hóa, tăng cường sức đề kháng. Ôi. Hey, xin mời tặng em. Rồi tặng em. Tặng em. Đây tặng em. Và để chúc mừng sự 2 thành 1 của các bạn, nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, tặng mỗi bạn 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Choi. Đây. Đây gửi tặng cho hai bạn trước nha. Đây. Em cảm ơn. Đây. Nếu như mà hai bạn tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3 năm. 3 năm sử dụng bột giặt Choi miễn phí. Yeah. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy nhập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Và một lần nữa, Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Choi 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình, đã đồng hành cùng chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chúng tôi nha.